tuệ phân tích của tôn giả Sariputta. Thánh y Jivaka đi vắng, ông thường bận chăm sóc sức khỏe cho đức vua Bimbisara và chư tăng ở Veluvanarama, tịnh xá. Tuy không có mặt gia chủ cư sĩ hiền thiện, nhưng đèn đuốc đây đó đã được thắp sáng lên khi chư tăng bổn xứ hay biết Đức Thế Tôn cùng chư vị đại trưởng lão ghé thăm. Những ghe nước rửa chân, những chiếc khăn chùi chân, những chiếc khăn thơm lau mặt, những chỗ ngồi cũng đã được sắp đặt tươm tất đây đó. Không cần nghỉ ngơi, sau khi an tọa, Đức Phật nói: "Bây giờ ba vị trưởng lão Mahamoggallana, Ananda, Upali hãy thay nhau thuyết lại buổi pháp thoại ở trên đỉnh Linh Thứ xoay quanh ba nội dung. Một là 10 trí lực của một bậc chánh đẳng giác. Hai là những đức tánh cần có trong tâm của một bậc trưởng lão. Ba là nói đến tấm y cà sa với từng ô như là ruộng phước của chư thiên và loài người. Sau đó, con trai trưởng của Như Lai, Sariputta, phải có nhiệm vụ vừa đúc kết vừa triển khai rộng thêm về những đề tài ấy." Vâng lời Đức Vô Thượng, tôn giả Mahamoggallana thuyết về 10 Như Lai lực rất rõ ràng, mạch lạc, thỉnh thoảng dừng lại giải thích một số thuật ngữ như uẩn, xứ, giới, làm cho thính chúng rất hài lòng. Đến phiên tôn giả Ananda, Ngài nói về 12 pháp cần có trong tâm của một bậc trưởng lão, y như lần trước. Tuy nhiên lần này tôn giả nói lại càng trôi chảy hơn, lưu loát hơn, ai cũng hoan hỷ. Riêng tôn giả Upali thì kể lại buổi pháp thoại trên núi Linh Thứ, nói về những mảnh ruộng với từng ô, về áo cà sa, về ruộng phước của chư thiên và loài người. Tôn giả cũng giải thích rõ ràng tại sao những tỳ kheo hư hỏng, khuyết tật về giới nhưng còn tăng tướng, phẩm mạo sa môn vẫn là mảnh ruộng phước. Tôn giả cũng giải thích rộng và chi tiết về tăng bảo ba đời cho hội chúng nghe nữa. Ba vị tôn giả thuyết xong, hội chúng rần rần tán thán: "Sadhu, lành thay." Âm ba dao động khu vườn tĩnh mịch. Một số vị tỳ kheo còn phàm thường hay hổ thẹn về giới của mình, cảm thấy vô cùng an ủi. Họ tự hứa sẽ tu tập tốt hơn, thu thúc nghiêm cẩn hơn để xứng đáng với tăng tướng phẩm mạo sa môn, xứng đáng ở trong tăng bảo ba đời. Để kết luận, tôn giả Sariputta nói: "Chư vị biết không, 10 Như Lai lực mà tôn giả Mahamoggallana vừa thuyết lại, nó có công năng tối thắng, nó vượt trội, nó là chiếc búa kim cương đập vỡ tất cả mọi lực, mọi sức mạnh trên đời này. Nó đập vỡ quân binh lực, danh vọng lực, quyền uy lực, vua chúa lực, thế gian lực, chư thiên lực, phạm thiên lực, ma vương lực, tử thần lực, tử sanh lực, vô minh lực, ngũ dục lực, pháp hành lực, phiền não lực. Nó lại còn như tiếng rống của sư vương trên đỉnh cao Linh Thứ, lay thức tất cả giáo chủ, đạo sư, chân sư với những chủ thuyết tư tưởng ý hệ trên mọi ngõ ngách nhân sinh tối tăm và thống lụy trên đời này. Đấy còn là bài ca thiên thu mở phơi thăng âm một thế giới ở ngoài, ở trên tất cả giá trị quyên náo và ồn ả của thế gian. Vậy, chư vị hãy thọ trì phụng hành để xứng đáng là hạt bụi nhỏ bám theo bàn chân trần của Đức Đại Giác. Ngài có 10 trí lực thì chúng ta cũng phải ráng mà thành tựu 2-3 phần. Chư vị biết không, tiếp theo 12 pháp cần có trong tâm của một bậc trưởng lão mà tôn giả Ananda vừa thuyết lại, nó không đơn thuần là 12 điều nhất định như vậy đâu. Nếu cộng thêm Đức Tôn Sư thuyết giảng đó đây, cộng thêm góp ý của chư trưởng lão thì thành 40 điều cả thảy, nhưng rất cô đọng. Hãy nghe, hãy khéo tác ý và chú tâm, tôi sẽ nói đây. 1. Yêu mến nơi vắng lặng. 2. Hạnh tĩnh cư, độc cư. 3. Tu chỉ tịnh hay quán minh. 4. Thỏa thích trong giáo pháp. 5. Hành những pháp thanh cao. 6. Hoan hỷ với những pháp thanh cao. 7. Thù thúc giữ gìn mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. 8. Nghiêm túc học giới đã thọ trì. 9. Hỷ quang trong học giới. 10. Chân thật,
thân khẩu ý. 11. Biết nhẫn nại trong mọi hoàn cảnh. 12. Có tàm, biết hổ thẹn lúc làm việc xấu ác. 13. Có quý, biết sợ hãi miệng tiếng chê cười. 14. Tinh cần, tinh tấn. 15. Học hỏi giáo pháp. 16. Trau dồi giáo pháp. 17. Tu tập tứ vô lượng tâm. 18. Niệm tỉnh giác ngày đêm. 19. Rành thông pháp và luật. 20. Thuyết giảng Phật ngôn. 21. Dị giảng, dễ ăn, dễ ở. 22. Biết vừa lòng trong mọi hoàn cảnh. 23. Lúc nào cũng biết đủ, biết dừng. 24. Không tư hữu, cất chứa, cho dù cây kim, sợi chỉ, hạt muối. 25. Chỉ dùng 3 y, 1 bát. 26. Thành tựu 1 thắng trí của bậc thượng nhân đến 5 thắng trí của bậc thượng nhân. 27. Thọ trì khổ hạnh bậc thượng, bậc trung hay bậc hạ. 28. Chứng ngộ từ sơ quả đến tứ quả. 29. Sống lục hòa. 30. Sống theo tứ nhiếp độ. 31. Có tâm giáo huấn môn đồ. 32. Hằng an ủi khuyên lơn sách tấn đệ tử. 33. Biết chia sẻ tứ sự. 34. Giữ lễ nghi sám hối theo từng kỳ nhất định. 35. Thường hành tăng sự. 36. Cho giới đến hàng tại gia cư sĩ. 37. Truyền giới cho sa di tỳ khưu. 38. Hòa giải mọi cuộc xung đột trong tăng chúng. 39. Hằng trau dồi ngôn ngữ. 40. Thường xuyên học hỏi phương tiện trí. Tôn giả Sariputta ngừng nói, cả hội chúng rợn ngợp về tuệ phân tích kỳ vĩ, sắc bén và toàn hảo của tôn giả. Hội chúng toát mồ hôi, tảng đá cũng toát mồ hôi. Một bậc trưởng lão thanh tịnh phải cần hội đủ 40 phẩm chất ấy ư? Những phẩm chất ở đâu trên 9 tầng trời cao sáng, vô trần, vô nhiễm và thanh khiết đến lạnh mình. Khu vườn xoài trong đêm vốn đã yên lặng lại càng yên lặng hơn. Tôn giả Ananda hoàn toàn tâm phục, khẩu phục vị sư huynh khả kính của mình, xứng đáng là bậc đệ nhất đại trí tuệ. Nghe xong 40 điều hoàn hảo ấy, các vị tôn giả khác mới thấy rõ khả năng thâm uyên về pháp, về ngôn ngữ, về tuệ trạch pháp của tôn giả ấy. Quả thật, không ai có thể so sánh bằng. Những tiếng nói đâu đó thốt lên, quả là thật tuyệt vời. Không, trên cả tuyệt vời. Bây giờ mới nghe những lời bàn luận nho nhỏ, những tiếng cười nho nhỏ hân hoan và sung sướng. Đức Phật gật đầu ý nhị. Tôn giả Sariputta thưa, bạch Đức Thế Tôn, đệ tử mạo muội đúc kết thành 40 điều là pháp cần và đủ trong tâm trí của một bậc trưởng lão để xứng đáng danh xưng của bậc trưởng lão thanh tịnh. Xin Đức Tôn Sư chỉ giáo thêm bởi kiến thức thô lậu và khuyết lõm của đệ tử. Ừ, được rồi, toàn mãn rồi. Đại chúng cứ như vậy mà thọ trì phụng hành, vì nếu Như Lai có thuyết thì cũng chỉ thuyết được như vậy, không hơn thế được. Thuyết ngôn của Như Lai là hải triều âm, mà thuyết ngôn của Sariputta cũng là hải triều âm vậy. Đức Phật mà nói như thế thì còn hơn cả triệu triệu lời khen. Hội chúng vang lên, sadhu lành thay, sadhu lành thay. Sau đó cũng không khách sáo gì, tôn giả Sariputta đi sang phần 3 về ruộng phước. Này chư vị, không dễ gì mà giữ gìn được tăng tướng và phẩm mạo sa môn. Có tăng tướng và phẩm mạo sa môn đúng là ruộng phước cho chư thiên và loài người. Cho dẫu hư mất giới học, hư mất tâm học, hư mất trí học, nhưng còn tăng tướng và phẩm mạo sa môn thì vẫn còn là ruộng phước cho chư thiên và loài người. Nhưng hãy dè chừng, ôm bình bát đi khất thực thì bát ấy là lửa nóng, mà vật thực cũng là lửa nóng. Mang tấm y cà sa đi khất thực, đi đây đi đó thì tấm y ấy cũng là lửa nóng, là lửa của địa ngục, của ngạ quỷ, của súc sanh đấy. Tàm và quý, hổ thẹn xấu ác và sợ hãi xấu ác là hai pháp quan trọng đệ nhất
cần có trong tâm của bất cứ vị tỳ khưu nào. Có tàm và quý là đi lên, là hướng thượng. Không có tàm và quý là đi xuống, là thối đọa. Không ai cứu được ai, mỗi người hãy tự cứu mình. Buổi thuyết ngôn vậy là trời đã khuya, Đức Tôn Sư và chư vị trưởng lão cần phải tịnh chỉ. Tôn giả Upali biết vậy, nhưng muốn cho đại chúng hiểu rộng hơn nhiều vấn đề liên hệ nữa, nên Ngài đưa ra câu hỏi với Tôn giả Sariputta. Ví dụ, cúng dường cho ba vị tỳ khưu, vị có giới đức, vị có định đức, vị có tuệ đức, thì quả phước sẽ khác nhau ra sao? Nói cách khác, cúng dường cho vị nào thì phước báu thù thắng hơn, thưa Tôn giả Sariputta? Có giới mới có định, có định mới có tuệ. Riêng người có tuệ thì họ đã có định và có giới rồi. Cứ suy luận ra khắc hiểu, thưa Tôn giả quý mến. Như vậy là bậc tướng quân chánh pháp xác định cúng dường cho vị tỳ khưu có tuệ đức thì ruộng phước ấy trổ sanh thù thắng nhất, tiếp theo là định đức, tiếp đến nữa là giới đức. Đúng vậy, riêng vị chỉ có giới đức mà chưa có định đức, có nghĩa là chưa có tuệ đức, thì ruộng phước kia không được màu mỡ cho lắm. Phải vậy. Nói tóm lại, phẩm chất tâm, phẩm chất trí cao thượng hơn sẽ xác định quyết định phước báu thù thắng hơn. Không sai. Tôi đã thông tỏ rồi, cảm ơn Tôn giả. Ngẫm ngợi giây lâu, Tôn giả lại thưa tiếp. Suy ra, trong cảnh giới chúng sanh, khi một người cận sự bố thí đến cho một người lành, tốt, thì chắc quả trổ sanh sẽ hơn hẳn làm phước đến cho một người xấu ác. Phải vậy không, thưa Tôn giả? Vậy là đúng nhân đúng quả. Bố thí đến người có giới, quả phước sẽ thù thắng hơn đến người không có giới. Bố thí cho người ít tham sân si, quả báu sẽ lớn hơn khi bố thí cho hàng trăm người nhiều tham sân si. Bố thí cho hàng chục người đói khổ không bằng cúng dường cho một tỳ khưu, một sa di, dù giới luật khuyết thủng nhưng còn tăng tướng và phẩm mạo sa môn. Thưa, tôi hiểu. Suy luận thêm một chút nữa, bố thí cho một chúng sanh có thức tánh cao, chắc hẳn phước báu sẽ lớn hơn so với bố thí cho chúng sanh có thức tánh thấp. Không sai. Ví dụ như bố thí đến người dù xấu ác nhưng phước báu cũng sẽ nhiều hơn khi bố thí cho trâu, heo, bò, gà, vịt, vì người có thức tánh cao hơn. Bố thí cho một con khỉ có thức tánh cao thì quả phước sẽ lớn hơn khi bố thí cho một con kiến thức tánh thấp. Và cứ như thế mà suy rộng ra, thưa Tôn giả. Sự triển khai chiều sâu và chiều rộng nội dung buổi pháp thoại của Tôn giả Sariputta hôm ấy làm cho ai ai cũng hân hoan thỏa mãn. Đức Phật lặng lẽ mỉm cười rồi bảo tọa đi vào hương phòng, không nói gì, tức là Ngài ngầm xác nhận thuyết ngôn của Tôn giả Sariputta không hai không khác với Phật ngôn. Phật. Mùa an cư thứ 19, năm 569 trước Tây lịch. Móc cho con mắt đẹp. Trong thời gian Đức Phật ở đây, không những chư tăng ni trong kinh thành mà các vùng lân cận cũng lặn lội bộ hành về Veluvanarama để nghe pháp. Cũng như lệ thường, khi nhu cầu thính pháp quá nhiều, nhiều đợt và nhiều đoàn, nhiều toán bất thường, Đức Phật phải chỉ định một số vị trưởng lão thuyết thay. Hôm ấy vào buổi chiều, khi đã vắng người, đang ở trong hương phòng, Đức Phật được thị giả báo cho biết là có một tỳ khưu ni muốn gặp Ngài, cần thiết lắm. Đức Phật hướng tâm một lát rồi hỏi: một tỳ khưu ni bị hư một mắt phải không? Thưa, quả đúng vậy. Thấy vị tỳ khưu có vẻ ngạc nhiên, sững sờ, Đức Phật bèn tiết lộ chút ít sự thật để giải trừ trí tò mò của ông ta. Có một chàng thanh niên con nhà giàu ăn chơi đàn điếm, thấy vị tỳ khưu ni mà y cho là đẹp quá và đẹp nhất là đôi mắt, muốn lần là tán tỉnh và mở lời sàm sỡ. Con gái nhỏ của Như Lai vốn đã đắc quả thánh A-na-hàm, không ngần ngại móc con mắt đẹp ấy đem cho chàng ta. Sợ hãi quá, chàng thanh niên hối lỗi và hứa không còn dám xúc phạm đến ai. Và bây giờ cô ta bị hư một con mắt, đến đây muốn gặp Như Lai đó.
Rồi Đức Phật nói tiếp, ông ra thưa với Sariputta, Mukkalana hay Ananda cho triệu tập tăng chúng tại giảng đường, Như Lai sẽ có một buổi pháp thoại đặc biệt. Khi hội chúng đã tề tựu đầy đủ, Đức Phật bước ra và ngồi xuống trên bảo tọa, thân tỏa ánh hào quang sáu màu rực rỡ, đẹp đẽ, chói sáng, rồi lung linh chập chờn như thực như hư. Này Subba, Đức Phật nói, này con gái, hãy ngước một con mắt của con để nhìn Như Lai xem thử thế nào. Vị tỳ khưu ni đang quỳ phía trước ngẩng đầu lên bằng một con mắt của mình ngắm nhìn Đức Thế Tôn, thấy tướng hảo quang minh của Ngài. Chợt nhiên con mắt hư của cô ta rùng rùng chuyển động, tế bào, làn da, những đầu dây thần kinh ở đấy như có sự biến đổi kỳ lạ. Rồi hốt nhiên con mắt hư của cô chợt rực sáng. Bậc đạo sư biết được tâm trạng, căn duyên và trình độ của nàng nên Ngài giáo giới. Này con gái, do tâm xuất ly tối thượng của con nên con mắt hư của con nó rực sáng. Do năng lực bố thí ba la mật nhiều đời, dễ dàng móc đi con mắt đẹp để cho đến chàng thanh niên hư hỏng nên con mắt con nó rực sáng. Do con đang ở tầng thánh quả thứ ba với trạng thái tâm xem thân xác vật chất và cõi dục giới như cục bướu, như ghẻ lở, như bệnh tật, như xác thối, nên mắt con tự động nó rực sáng. Như Lai đã trợ duyên trả lại đôi mắt cho con rồi đó. Trong lúc tỳ khưu ni hân hoan quỳ lạy Đức Phật thì Ngài quay sang đại chúng. Này chư tỳ khưu, trong đời sống của một sa môn, trên bước đường tu tập sẽ có rất nhiều cuộc chuyển hóa tức khắc hay chuyển hóa từ từ. Chúng đã xảy ra, đang xảy ra và sẽ xảy ra. Đấy là chuyển hóa từ tham sang ly tham, đặt tâm thí xả, chuyển hóa từ sân sang ly sân, nuôi dưỡng tâm từ, chuyển hóa từ si sang ly si, được minh mẫn sáng suốt. Nói cách khác, chuyển hóa từ mê sang ngộ, chuyển hóa từ ngu sang trí, chuyển hóa từ phàm sang thánh. Nói cách khác nữa, chuyển hóa từ đau khổ sang an vui, từ phiền não buộc ràng sang tự do giải thoát. Thêm một cách nói khác nữa, chuyển hóa từ nhu cầu vật chất sang nhu cầu tinh thần, từ dục giới lên sắc giới, chuyển hóa từ sắc giới lên vô sắc giới, chuyển hóa từ vô sắc giới đến ly thoát ngoài ba cõi. Trong lúc Đức Thế Tôn giảng nói, tỳ khưu ni Subba cố trấn tĩnh, sự hỷ lạc dâng đầy khắp cả người, rần rần các tế bào, trạng thái tâm như lơ lửng giữa mấy thượng tầng thanh khí. Cô phát triển thiền quán, chứng quả A-la-hán ngay tại chỗ, với hiểu biết ý nghĩa và hiểu biết về Pháp. Và cô an trú vào niềm vui siêu thế ấy. Đức Đạo Sư biết chuyện gì xảy ra và còn biết đại chúng phàm tăng không rõ đầu đuôi nhân quả, tự sự, sau trước ra sao. Nên Ngài yêu cầu tôn giả Mukkalana kể lại nhân quả câu chuyện cho mọi người cùng nghe. Vâng mệnh, tôn giả Mukkalana quay sang hội chúng. Này chư vị, tỳ khưu ni Subba đây vốn là con gái của một bà la môn danh giá nổi tiếng ở kinh thành Rajagaha của chúng ta. Nàng sinh ra trong nhung lụa, được sự chăm sóc nuông chiều tế nhị. Mọi tiện nghi vật chất đều sang trọng, xa hoa và tế nhị. Càng lớn lên, cô tiểu thư kia càng xinh đẹp. Xinh đẹp tính nết, xinh đẹp mặt mũi, nước da, tóc, cả thân vóc và tay chân. Ngoài ra, từ khi cô mở mắt chào đời thì trong gia đình như thịnh vượng hơn, may mắn hơn, vui vẻ hơn, có nhiều điểm lành tốt hơn, nên ai cũng quen gọi là Subba, có nghĩa là đẹp đẽ, chói sáng, thịnh vượng, may mắn, vui vẻ. Từ đó Subba trở thành tên của cô. Mấy năm về trước, trên đường du hóa, Đức Tôn Sư ghé Veluvanarama tịnh xá, và nàng là người thường hay đi nghe Pháp nên có đức tin và trở thành một cận sự nữ. Càng nghe Pháp chừng nào, nàng càng thấm thía sự mong manh của kiếp người, thấy sự nguy hiểm trong các dục và chỉ mong sự an tịnh trong đời sống viễn ly. Do vậy, nàng đã xuất gia với trưởng lão ni Gotami, được hướng dẫn thiền quán. Không lâu sau, nàng đắc quả bất lai. Được sự cho phép của ni đoàn, qua sự chuẩn thuận
của Tỳ Khưu Ni Khe Ma, nên Tỳ Khưu Ni Subba xin được sống và tu tập ở một ngôi làng sơn cước trong những hang động phía nam núi Linh Thứ, tinh cần thiền quán để giải quyết bài toán sinh tử cuối cùng. Tuy nhiên, dầu nỗ lực bao nhiêu, tinh tấn cách mấy, ước nguyện chân chánh kia vẫn không đạt được. Có lẽ do thiếu năng lực ba la mật, có lẽ do nghiệp xấu nào trong quá khứ mà nàng chưa trả xong, có lẽ phải chờ đợi một nhân một duyên nào nữa thì kết quả kia mới chín mùi. Đấy là những câu hỏi thường lẩn quẩn hiện ra trong tâm trí của vị ni thánh hạnh. Nói đến ngang đây, tôn giả Sariputta quay sang Tỳ Khưu Ni Subba: "Tôi kể chuyện lại như thế, không biết là có điểm nào sai lầm hay thiếu sót, xin cô hãy hoan hỷ mà bổ khuyết cho." Tỳ Khưu Ni Subba chắp tay cúi đầu nói: "Không dám, xin tri ân trưởng lão, ngài kể lại không hề thiếu sót hay nghiêng lệch một điểm nào. Ngài lại còn như thấu suốt cả tâm tư, cả những vấn nghi của đệ tử nữa." Trong trạng thái tâm ấy, trên đường khất thực, khi hay tin Đức Chánh Đẳng Giác đã trở về an cư mùa mưa năm nay tại Veluvanarama, vì hoan hỷ quá nên cô đã lặn lội đường xa tìm đến. "Thưa đúng là vậy, thưa trưởng lão. Và để mong gặp Đức Thế Tôn, xin ngài một chỉ giáo hay là một lời khuyên tối hậu." "Thưa đúng là vậy, thưa trưởng lão." Đến đây, tôn giả Mokkalana chợt mỉm cười: "Bây giờ đến phần việc của cô. Cô hãy kể lại lý do đi vào vườn xoài của Thánh Y Chivaka, việc gặp anh chàng thanh niên hư hỏng mất nết, và rồi sau đó chuyện cô mạnh dạn móc con mắt đẹp của mình đem cho cái cậu du thủ du thực kia." "Thưa vâng, thưa trưởng lão." Nói thế xong, Tỳ Khưu Ni Subba đảnh lễ Đức Phật và hội chúng tỳ khưu, rồi kể lại câu chuyện của mình. Sau đó các vị kết tập sư đã thuật lại: "Sáng sớm tinh sương ngày kia, từ một hang động hẻo lánh phía nam dãy núi Linh Thứ, vượt thêm mấy ngọn đồi nữa thì trời đã khá trưa. Tỳ Khưu Ni Subba bèn đi khất thực mấy xóm nhà ven đường. Khi thấy vật thực đã đủ dùng, cô bèn nhắm hướng vườn xoài của Thánh Y Chivaka, những mong tìm chỗ yên tĩnh để độ thực và nghỉ trưa. Vị thánh ni nghĩ thầm: từ khi vườn xoài này đã được ông Chivaka dâng cúng cho Đức Phật và tăng chúng, thì chắc ở đây lúc nào cũng có mặt chư vị tỳ khưu. Tuy nhiên, cô ta sẽ không làm phiền các ngài, chỉ cần một góc yên tĩnh trong khu vườn là được rồi. Nhưng lạ, nhìn xuyên qua khu vườn, cô không thấy bóng dáng một ai, rất hiu quạnh. Cô đoán là tăng chúng ở đây chắc là đã về hết Veluvanarama để hậu Đức Thế Tôn và nghe pháp rồi. Thế là cô vẫn đi chậm rãi, thung dung, nhàn thoát, vô sự, nghĩ rằng không có ai lại càng tốt. Khi bước qua một khúc quanh thì cổng vườn xoài đã ở ngay trước tầm mắt. Cô nghĩ, thế là cô vẫn đi chậm rãi, thung dung, nhàn thoát, vô sự, nghĩ rằng không có ai lại càng tốt. Khi bước qua một khúc quanh thì cổng vườn xoài đã ở ngay trước tầm mắt. Cô nghĩ, ôi khu rừng xoài của Thánh Y Chivaka nổi tiếng là có cây xanh bóng mát, có suối hát lá reo, có bền bồng hương và bồng bềnh nắng ấm. Ôi một trú xứ thật tuyệt vời để thọ hưởng lạc về thiền, lạc về quả. Bất chợt, như ma quỷ hiện hình, một bóng người đâu đó nhảy ra. Đấy là một thanh niên, con trai người thợ bạc, tướng mạo bảnh chọe, da trơn, mặt láng, ăn mặc diêm dúa, đang du gót lang thang. Y vốn là kẻ nổi tiếng điếm đàn, du côn, du đảng. Thấy nàng, một cô ni trẻ trung xinh đẹp, hắn bèn ngán đường, chận lại. Tỳ Khưu Ni Subba không hề sợ hãi, thụt lùi một bước, cất tiếng hỏi: "Này này, người làm cái gì vậy? Người không thấy ta là một nữ sa môn sao?" "Thấy rõ, thấy rất rõ thưa cô ni. Cô đẹp quá, hãy cho ta ngắm nhìn một lát cho mãn nhãn nào." "Hỗn hào." Cô cố ý nói nặng lời, như đập thẳng vào thái độ vô lễ của chàng thanh niên. Cái bản mặt trơn tru, mày râu trau chuốt, bột phấn thơm và da phết bóng thế kia, chứng tỏ người là một chàng trai hư hỏng, quen thói trăng qua lêu lỏng. Hãy xéo đi, ta tởm lợm rồi đó.
chàng thanh niên không giận. Dù bị mắng, y vẫn đăm đắm ngắm nhìn nàng, miệng cười tươi như hoa nở, hai tay giang ra làm cho vị tỳ khưu ni không có đường tránh. Biết là gặp phải một tay trân tráo lì lợm, cô bèn thở ra, đưa đôi mắt biếc xanh dịu hiền như mắt nai, rồi nói: "Vậy thì này hỡi chàng thanh niên, ta có gì sái quấy đã nào? Ta có gì lầm lỗi đã nào? Ta có gì không phải đã nào? Ta đã xúc phạm đến ngươi ở chỗ nào mà ngươi lại chẩn đường ta, một nữ ni phạm hạnh, thật chẳng thích hợp chút nào, thật chẳng phải lẽ chút nào, thật chẳng ra thể thống, phép tắc, lễ nghi gì nữa. Khi mà một người đàn ông lại đụng đến một người nữ xuất gia đã lựa chọn con đường rời xa các dục, đấy là con đường trong sạch, đấy là con đường thiêng liêng, đấy là con đường không chút dơ uế bận nhơ. Sao ngươi lại dám cản đường ta? Kẻ đã viễn ly sắc dục, tâm ta thật thanh tịnh, tâm ngươi không thanh tịnh. Ngươi đầy tham đầy uế, ta không tham không uế. Hãy tỏ ra hiểu biết chút nào, này hỡi chàng trai, để ta còn đi công việc của mình." Chàng trai con người thợ kim hoàn nghe vậy, thay vì hổ thẹn, y lại say sưa cất lời tán tỉnh, giọng lời như thơ, như tiếng chim hót trong rừng cây xanh, rì rào, hoa và hương. "Ôi nàng trẻ trung và xinh đẹp xiết bao, sao lại phải bỏ nhà ra đi? Sao lại phải bỏ tuổi xuân để ra đi? Rồi xuất gia làm gì cho uổng phí? Hãy quẳng áo cà sa và hãy đến đây cùng ta, vào cánh rừng trổ đầy hoa kia mà tha hồ vui chơi trò chơi dục lạc. Ôi, nàng có thấy không? Cây cối tỏa hương thơm kìa, thơm ngát ngào khắp mọi nơi. Chỉ cần một cơn gió nhẹ thoảng qua là đất trời tràn ngập phấn hoa, báo hiệu mùa xuân bắt đầu. Ôi, là mùa xuân của hạnh phúc, là mùa của gia quan dục lạc. Nàng có nghe không? Từng mầm cây, ngọn lá đều cất tiếng thì thầm, hoặc ca hát vui sướng, dâng tràn bao cảm xúc. Thế mà nàng lại thui thủi một mình, lặng lẽ đi vào rừng, không có bạn đồng hành thì lấy gì làm thích thú? Nàng có biết không? Rừng là nơi thanh vắng, là nơi đầy kinh sợ. Những bầy thú lấp ló rình mồi, chúng thường xuyên lui tới, nào cọp, nào beo, nào sư tử. Lại còn có những con voi cái động cỡn, sống lên gọi đực, hiếp đảm kinh hoàng. Nàng có biết không? Nàng là con búp bê vàng chói, nàng là tiên nữ vườn trời, độc nhất vô nhị, tuyệt mỹ trên thế gian. Nàng đắp lụa ca si, mượt mà, bóng loáng, duyên dáng, dịu dàng. Ta sống nô lệ nàng, ta sẽ ngoan ngoãn phục dịch nàng. Không người nữ nào trên đời, không một sanh loại nào trên đời mà ta yêu hơn nàng. Hỡi nàng mắt dịu hiền, như mắt Kinari đa tình quyến rũ. Nếu nàng theo lời ta sẽ sống tràn đầy hạnh phúc, nơi một trú cư lộng lẫy, trong tòa lâu đài rực rỡ, có sự phục vụ ân cần của người hầu, thị nữ. Nàng khoác lụa mịn ca si, có vòng hoa, bôi sáp đỏ, ta làm nhiều trang sức bằng châu báu, ngọc ngà, nhiều kiểu dáng phong phú và sang quý. Rồi nàng leo lên giường hoa, được kiến tạo tuyệt mỹ vô cùng, gồm những tấm gỗ chiên đàn, có lõi thơm lừng lững, kéo che màn đẹp tinh sạch, khéo dệt chăn mềm lông ngỗng, khéo trải nệm lông cừu dài. Nàng như một búp sen xanh vươn lên từ nước, chưa đụng tới bởi một người đàn ông nào, bởi lẽ chỉ để dành cho thần linh, chẳng có ai dám thưởng ngoạn. Nếu nàng sống phạm hạnh như vậy, một cuộc đời giới đức như thế cũng tương tự như búp sen xanh kia, chưa ai được thưởng thức. Tứ chi thân thể nàng thon khỏe, trẻ trung, trắng hồng, thơm tho và mềm mượt, rồi sẽ trải qua thời gian yếu đau và nhăn nhúm, bệnh hoạn và già lão, co ro và cụm rụm, thì quả thật là vô ích, thì quả thật là uổng phí của trời. Hỡi nữ vương sắc đẹp! Nghe chàng trai ca ngợi tán thán sắc đẹp nàng, cậu chữ như xoa dầu,
miệng lưỡi như bôi mỡ, nàng bèn đáp rằng: "Này hỡi chàng trai, ở đây là cái gì nào? Nơi cái thân thể này mà ngươi xem là tuyệt mỹ, ta chỉ thấy lông và tóc, ta chỉ thấy đờm dải và phẫn. Nơi cái tứ đại này đây, mà một mai kia la liệt nơi bãi tha ma, thối tha và ghê tởm, cái xác chết tan rửa, ruồi nhặng và sâu kiến. Vậy ngươi thấy cái gì? Ngươi thấy đẹp chỗ nào? Nơi cái thân thể hôi hám này, khi ngươi thốt ra lời si mê, vô ý thức tán dương sắc đẹp ta." Khi được hỏi vậy, chàng con trai người thợ bạc chú mục và đăm đăm nhìn nàng. Quả thật, dù nàng không trang điểm, mái tóc thanh xuân đã cắt bỏ đi rồi, nhưng mà sao nàng lại đẹp tuyệt đến thế? Chỉ cái liếc mắt đầu tiên nhìn nàng, chàng trai đã phải lòng rồi, và yêu một cách thiết tha, một cách say đắm. Bây giờ, rõ ràng là chàng trai bị hớp hồn bởi đôi mắt, bởi ánh mắt, nên hắn đáp: "Ôi, chính đôi mắt nàng, trông tựa như mắt thỏ, trông tựa như mắt nai, trông tựa như mắt gà mái. Chỉ nhìn thấy đôi mắt ấy thôi, dục lạc ta tăng trưởng, ham muốn lại dâng trào. Ôi, con mắt nơi gương mặt nàng, sáng chói như vàng ròng, sánh tựa búp sen xanh, vô uế, vô tì vết. Chỉ nhìn thấy con mắt nàng, dục lạc ta tăng trưởng, ham muốn lại dâng trào. Cho dù nàng đi đâu xa, ta vẫn nhớ, vẫn hình dung cặp lông mi đen dài. Không gì ta yêu hơn, không gì ta si hơn ánh mắt tuyệt trần ấy." Chàng thanh niên nói miên man, nói mê man, ca tụng ánh mắt, con mắt, lông mi. Và có lẽ cậu ta cũng điên đảo, điên loạn, chết ngộp trong đôi mắt của vị nữ ni. Nên nàng đưa ra những lời nhắc nhở, ngôn lời dịu dàng, mong khêu lên một ngọn đèn trong tâm trí tối ám của chàng thanh niên. "Này hỡi chàng trai, ngươi đã đi theo con đường xấu quấy, ngươi lại ham muốn ta, lại mong ước ta. Vì ta đã là con gái của Đức Phật, con gái đích thực của Đấng Giác Ngộ. Sao ngươi không đi tìm những cô gái khác trên thế gian? Thế là ngươi đã đi vào tà đạo. Tà đạo thì nguy hiểm, vì phủ đầy chông gai. Ngươi không sợ hãi ư? Chánh đạo thì vững chắc, thẳng tắp và an toàn. Nhưng ngươi lại bỏ qua. Ngươi muốn tìm mặt trăng mà chơi, ngươi muốn nhảy qua núi Meru. Đấy là cái cách mà ngươi do điên loạn và ngu ngốc muốn tìm đến ta đó. Nhà ngươi có biết không, trên đời này, cõi trời, bất kỳ thế giới nào, ta không còn ước muốn, ta không thích tham ái, dẫu chúng là đối tượng nào. Khi thánh đạo khởi lên sẽ tiêu diệt cả thảy, giết hại tận gốc rễ, cả dây leo, tua uống. Ta muốn như vậy đó, giống như ngọn lửa hừng nhảy khỏi đống than đỏ, chỉ còn lại tàn tro. Ta muốn như vậy đó, tựa như bát thuốc độc bị ngọn lửa thiêu đốt, khô cạn chẳng còn gì. Khi thánh đạo khởi lên, chúng sẽ bị tống khứ, chúng sẽ bị hủy diệt. Ta muốn như vậy đó. Và này hỡi chàng trai, có thể có nữ nhân giàu xuất gia theo Phật, nhưng không học giáo pháp, không hành theo giáo pháp, không thấy rõ ngũ uẩn, không ghê sợ dục trần, không am hiểu thấu đáo, không quan sát kỹ càng, bị ái tham chi phối, bị dục lạc chi phối, thì ngươi hãy quyến rũ, hãy cám dỗ người ấy, hãy mê hoặc người ấy, làm hại được người ấy. Còn ta thì sao nào? Ta đã có học tập, ta đã có thực hành, ta lại khéo quan sát, thấy rõ nhân và quả. Nếu ngươi tìm cách quyến rũ ta, thì ngươi chỉ chuốc lấy sầu khổ cả bây giờ và cả tương lai. Là con gái của Đức Phật, là con gái của Đức Chánh Đẳng Giác, ta thường trực chánh niệm, ta thường trực tỉnh giác, thấy rõ trò múa rối của tưởng tri và ảo vọng, thấy mắng nhiếc và khen thưởng hoặc lăng nhục kính trọng, thấy hạnh phúc và đau khổ hoặc khoái lạc khó chịu,
chỉ là cặp phạm trù tương đãi, hữu vi và vô thường, là bóng chớp bọt nổi trong ba cõi bốn loài, là cấu uế lậu hoặc, đều sầu bi ưu não. Nơi những sanh hữu ấy, thật chúng chẳng có gì, cũng chẳng có điều gì để tâm ta dính mắc, để tâm ta chấp thủ. Ta là đệ tử ni, con gái đức thiện thệ. Ta đã dấn thân bước, ta đang di chuyển theo trên đường đạo tám ngành. Mũi tên đã được rút ra, vô bệnh, vô tì vết. Tâm tràn đầy an hỷ nơi trú xứ thanh tịnh. Và này, chàng thanh niên, ngươi bảo ta là búp bê vàng chói. Búp bê ấy là gì nào mà khéo tô, khéo vẽ, khéo sơn quét, điểm trang những con rối bằng gỗ, có những khúc cây được cột vào bởi những sợi dây kết buộc, cũng có tay có chân, có thân thể mặt mũi. Thế rồi những vũ nữ được kéo vào, thả ra, nó nhảy múa, lắc lư, nhiều dáng vẻ khác nhau, nhiều kiểu cách khác nhau, yểu điệu và mê ly, tức là được hình thành do sự kết hợp ấy. Bây giờ, này chàng trai, nếu gỗ được tháo rời, dây que ấy được rút, nếu cây hết gắn buộc, nối kết bị loại bỏ, búp bê sẽ không còn, múa rối rồi cũng dứt, chẳng còn gì nữa cả. Vậy ngươi say đắm ở chỗ nào? Thân ta đây cũng vậy, do bốn đại kết hợp, đến khi chúng rã tan, chẳng còn gì nữa cả. Vậy ngươi say đắm ở chỗ nào? Ngươi bảo ta là tiên nữ nhà trời, là do ngươi tự vẽ, do tâm ý say đắm, do tâm ý mê tưởng. Chỉ là hình vẽ thôi, như hình vẽ trên tường. Nó giống như ảo mộng, nó giống như ảo giác, nó giống như ảo thuật, như cây vàng trong mộng, như bóng nước sa mạc. Mù lòa ngươi chạy theo, cái trống không không thực, chẳng có gì ở đấy cả. Ngươi tán dương ta đẹp, mắt gà mái, mắt nai, cũng do ngươi vẽ ra, vẽ ra và tưởng tượng. Đôi mắt ta ấy à, chỉ là cục bi tròn đặt vào trong hốc mắt, một lỗ trống bọng cây, nó rỉ ra nước mắt, nó tiết ra cứt ghèn, dơ uế và hôi hám. Thế mà này, chàng trai, ngươi lại khen đôi mắt, ngươi lại si đôi mắt, do nó ngươi mê cuồng, do nó ngươi say đắm. Nhưng nó đối với ta chỉ để nhìn và thấy. Vậy thì đối với ta, nếu nó đẹp, nó xinh, đã làm ngươi mê mẩn, vậy là nó sinh ra tội lỗi. Giờ ta sẽ cho ngươi con mắt tuyệt vời ấy. Nói thế xong, vị ni phạm hạnh với tâm không chấp trước, với tâm rất thản nhiên, bóc một con mắt đẹp trao cho chàng thanh niên và nói: "Hãy cầm lấy, này hỡi chàng trai, con mắt ô uế này, rồi đi đâu cho khuất mắt." Chàng trai du đãng thấy vậy, toát mồ hôi, kinh hoàng, thân tâm đều bủng rủng. Khi ấy, ái luyến liền tiêu vong, dục tham trốn đi đâu mất. Hắn khẩn cầu xin lỗi, có vẻ vô cùng hối lỗi, mong rằng phạm hạnh đi được an ổn trở lại. Ta sẽ không còn dám xúc phạm thế này nữa. Tội lỗi ta đã làm, chẳng khác ôm lửa hừng, như thể nắm rắn độc. Ta sẽ bị quả báo, mong người hãy tha thứ. Thoát khỏi bị xúc phạm như không có gì xảy ra, Tỳ Khưu Ni Supa đi vào vườn xoài, dùng định lực trấn giữ cơn đau, lấy lá mát đắp vào, cột lại vết thương cho đỡ chảy máu. Sau khi độ thực, vị thánh ni đến Veluvanarama tịnh xá. Và rồi chuyện gì xảy ra như chúng ta đã biết. Tên của cô và câu chuyện này sau này do liên hệ với vườn xoài của thánh y Chivaka nên được các vị kết tập sư gọi là Supa Chivakam Bhavanika. Ca Ca Ngạ quỷ Minh Trăng. Có một duyên sự, thấy Veluvanarama tịnh xá
đã có mặt Đức Phật và cả hai vị đại đệ tử. Tôn giả Mahakassapa xin được nghỉ ngơi 7 ngày, an trú diệt thọ tưởng định để tịnh dưỡng thân tâm tại thạch động Pipaliguha trong một hang núi không xa thành phố bao nhiêu. Đức Phật nói, ông nghỉ ngơi đi, hôm nào rảnh việc, Như Lai cũng nghỉ ngơi chút ít. Rồi quay sang hỏi hai vị đại đệ tử, có ai mệt không? Khi được trả lời là không sao, Đức Phật bèn hỏi qua về hành tung của tôn giả Devadatta. Tôn giả Sariputta trình bày, chắc tôn sư cũng rõ rồi, từ khi vua Thiện Giác mất, bị đất rút, tôn huynh Devadatta không chịu lắng nghe bất kỳ một khuyên lơn an ủi nào. Ông ta ôm bát ra đi, rồi du quá nhiều phương. Hễ ở đâu nghe có mặt tôn sư là ông ta tìm cách di chuyển sang địa phương khác. Mới đây, tôn huynh Devadatta dường như là thường trú ở Viluvanarama này. Nhưng khi nghe tin tôn sư về đây, thì ông ta lại ra đi. Có lẽ bây giờ đang ở tại dãy núi Gayasisa gần Nerangchara. Tôn giả Mokkalana chợt nói, đúng vậy, nhưng khi Đức Tôn Sư từ Linh Thú về đây thì ít hôm sau, ông ta lại lên núi Linh Thú rồi. Đức Phật dĩ nhiên là biết chuyện đó, nhưng Ngài yên lặng một lát rồi nói, thôi bây giờ Sariputta, Ananda, cùng một số vị trưởng lão khác tại Viluvanarama này, hay ở bên Ni Viện, hãy thay nhau thuyết lại nội dung những pháp thoại trên núi Linh Thú, đồng thời hướng dẫn cho họ cách may y với những ô như thửa ruộng cho đồng nhất. Thưa vâng, còn Mokkalana thì chịu khó lên núi Linh Thú thăm Devadatta một chuyến. Chỉ thăm viếng thôi, chứ không cần phải thuyết phục hay nói chuyện gì quan trọng cả. Thưa vâng, thế rồi ai đi công việc nấy? Hôm ấy, tôn giả Mokkalana cùng với đại đức Lakhana lên núi Linh Thú, thấy Devadatta đang ở đây cùng với vài mươi vị tỳ khưu khác. Tuân lệnh Đức Phật, tôn giả Mokkalana chỉ làm như một cuộc nhàn vân vô sự, ghé thăm sức khỏe nhau, hỏi han về tứ sự, xem rừng ngắm núi, rồi kiếu từ ra về. Tôi có một vài công việc ở đây, cho tôi gửi lời đảnh lễ Đức Đạo Sư Tôn Quỳnh nhé. Đấy là lời của Devadatta nói với theo. Bất ổn rồi, có cái gì đó bất ổn rồi. Tôn giả Mokkalana thầm nghĩ, tuy nhiên có lẽ Đức Đạo Sư cũng biết mình không nên đa sự làm gì. Trên đường đi xuống, khi qua một eo núi, tự dưng tôn giả Mokkalana dừng chân lại, im lặng một lát. Do thiên nhãn, Ngài nhìn thấy một con ngạ quỷ mình trăng đang bò trường trong mấy hẻm đá. Từ đầu nó, một ngọn lửa bốc lên, cháy đỏ rực, lan đến đuôi. Từ đuôi nó, một ngọn lửa bốc lên, cháy đỏ rực tương tự lại lan đến đầu. Như vậy là từ đầu và đuôi, ngọn lửa từ hai phía cháy rực lan đến thân giữa. Con ngạ quỷ mình trăng đau đớn, nhận chịu cực hình thống khổ ấy nên nó vật vã quằn quại trong biển lửa đang thiêu cháy hủy hoại thân thể mình. Tôn giả Mokkalana còn biết rõ là nó sẽ không chết, chỉ gần chết hoặc chết rồi sống lại ngay tức khắc, và sẽ bị trả quả, bị chịu cực hình hoài như thế cho đến lúc chấm dứt nghiệp mới thoát nợ, mới được thai sanh kiếp khác. Thế vậy, tôn giả Mokkalana bất giác mỉm cười. Nụ cười ấy chẳng phải do ngạc nhiên, chẳng phải do vui vẻ, mà là nụ cười của bậc thông tuệ khi thấy rõ nhân và quả của nghiệp. Đi bên cạnh, nhìn thấy nụ cười ấy, đại đức Lakhana không hiểu cất tiếng hỏi, thưa tôn giả, nụ cười kỳ lạ vừa rồi hẳn là có nguyên nhân gì chứ? Có chứ, này hiền giả. Tôi có thể được biết lý do ấy không, thưa tôn giả? Giờ là không đúng thời, này hiền giả, khi nào về đến Viluvanarama, có mặt Đức Đạo Sư, có mặt đại chúng, hiền giả sẽ hỏi lại, và lúc ấy tôi sẽ trả lời, sẽ đáp ứng yêu cầu ấy. Về lại Viluvanarama, tôn giả thuật lại chuyện lên núi thăm Devadatta cho Đức Phật nghe. Ngài cũng im lặng không nói gì. Buổi chiều, giờ giảng pháp, có đầy đủ Đức Phật và tăng chúng. Đại đức Lakhana đưa ra câu hỏi với ngọn linh thú, thì tôn giả Mokkalana liền kể lại chuyện con ngạ quỷ mình trăng
bị lửa cháy từ đầu đến đuôi, từ đuôi đến đầu như thế nào, rồi thưa với Đức Phật: Bạch Đức Thế Tôn, chuyện thấy ngạ quỷ như vậy, đệ tử thường không nói với ai, vì có nói cũng không ai tin. Lại còn ngại một số tỳ khưu bảo đệ tử là khoe pháp của bậc thượng nhân. Ở đây có Đức Thế Tôn, xin Đức Thế Tôn chứng minh cho sự thấy biết của đệ tử là sự thật. Đúng vậy, Đức Phật gật đầu. Sự thận trọng của ông là phải lẽ, và chuyện thấy ngạ quỷ mình trăng kia là như chơn, là như chánh. Trước đây Như Lai cũng đã từng thấy không những một, hai ngạ quỷ hình thù kỳ dị bị quả báo khốc liệt, mà là cả hàng trăm, hàng trăm ngàn, ngàn ngàn ngạ quỷ như thế. Nhưng Như Lai cũng không nói với ai, vì không đúng thời, không đúng lúc, chẳng đem đến lợi lạc gì, lại tạo thêm những hoài nghi vô ích. Riêng con ngạ quỷ mình trăng mà Mokkalana vừa nói ấy, Như Lai cũng đã từng thấy nhiều lần ở núi Linh Thứ. Ở đây có mặt Mokkalana và chư trưởng lão có thắng trí, Như Lai xác nhận sự thật. Được Đức Thế Tôn minh chứng như là ấn son của đức tin nhân quả ba đời, tôn giả Mokkalana nói tiếp: Không những chỉ một mình đệ tử, mà ở đây tôn giả Sariputta Anuruddha hay nhiều vị trưởng lão khác nữa cũng thấy trăm trăm ngàn ngàn ngạ quỷ như thế, bạch Đức Tôn Sư. Khi đại chúng có vẻ xôn xao, nôn nóng, muốn biết nguyên nhân quá khứ của ngạ quỷ mình trăng bị lửa cháy như thế nào, thế là đã đủ duyên, đúng thời. Đức Phật kể lại, và câu chuyện ấy sau này được ghi lác đác trong kinh điển, nhưng rõ ràng và đầy đủ nhất là ở trong chú giải Kinh Pháp Cú. Vào thời Đức Chánh Đẳng Giác Kassapa, có ông triệu phú tên là Sumangala, là một đệ tử thuần thành, còn là một đại thí chủ của Đức Phật và Tăng già. Vị triệu phú hiền thiện này có đức tin rất thuần khiết, hằng tâm hằng sáng, tương tự như ông Anathapindika vậy. Triệu phú Sumangala đã không tiếc công của, kiến tạo một ngôi chùa vĩ đại, hoành tráng, diệu mỹ để dâng cúng Đức Phật Kassapa và tăng chúng của Ngài. Trước sân chùa có một khoảng đất rộng chừng 20 Usaba, ông cho lót gạch bằng vàng. Chi phí xây dựng, tổng quy mô ngôi chùa tương đương số vàng lát sân. Và khi khánh thành, ông triệu phú đặt bát cúng dường Đức Phật và 20.000 tăng chúng suốt 7 ngày. Dọn yến tiệc đãi đằng các gia chủ, trưởng giả, quan khách trong thành phố cũng suốt 7 ngày, với chi phí cũng tương tự như thế. Khi cuộc đại lễ đã hoàn mãn, bạn bè thân tín hỏi nhà triệu phú là toàn bộ công trình kiến trúc ấy, ông tâm đắc cái gì nhất, cái gì ở đấy làm ông hài lòng nhất. Ông triệu phú Sumangala khuôn mặt ngời ngời quan hỷ, vui vẻ đáp: Là hương thức của Đức Thế Tôn, tôi thích lắm. Thế cái gì ở đấy làm ông thích? Vì công trình ấy toàn bộ vật liệu đều là gỗ, là lõi chiên đàn hương cả, thơm lừng lừng và vàng óng ánh như được giác trăng vàng. Một hôm, ông triệu phú Sumangala đi thăm viếng Đức Đạo Sư từ sáng sớm. Đến ngang cổng thành, thấy một kẻ du thủ du thực trùm một tấm vải vàng đang nằm ngủ ngán lối đi, lòi hai cái chân dính đầy bùn. Ông quở: Nằm ngủ cái kiểu này, hai chân dính đầy bùn như thế này, rõ là đi rong chơi bất chánh cả đêm hôm qua đây. Tên du thủ du thực dở tấm vải chừng mặt ra, thấy ông triệu phú, trợn mắt nói: Kệ tôi, mắc mới gì đến ông? Thế ta nói thế không đúng sao? Đúng thì đúng, nhưng tại sao ông nguyền rủa tôi? Ta không nguyền rủa, ta không biết nguyền rủa ai, ta chỉ nói lên sự thật thôi. Thế thì tôi cũng nói lên sự thật đây. Tên du thủ du thực sừng sộ: Rồi ông sẽ biết tay tôi. Hắn không phải chỉ dọa dẫm đâu, hắn nói thật và hắn làm thật. Hắn rình mò tìm cách trả thù. Thế là sau đó, tên du thủ du thực lén đốt ruộng của ông triệu phú 7 lần, lén đốt nhà của ông triệu phú 7 lần, và cũng 7 lần chặt chân bò trong chuồng bò của ông triệu phú nữa. Sau khi trả thù động trời như thế, hắn bèn rình xem ông triệu phú có đau khổ không, có than trời trách đất không, có mắng con chửi cháu không, có đi trình báo cử quan không, có vì vậy mà hao hụt tài sản không. Không, rõ là hắn thấy không tác dụng gì cả. Hắn đi dò la rồi hắn biết ruộng cháy thì ông triệu phú cho nhân công cày bừa gieo mạ lại, còn cười cười nói nhờ tro than nên có lẽ ruộng này năng suất bội thu hơn.
cảm ơn người bạn xấu tính nhé. Về chuyện bị đốt nhà, ông kêu thợ thầy sửa sang lại. Ông chẳng thù hằn ai mà còn nói: mình ăn tằn ở tiện, cái cơ ngơi này đã cũ kỹ lắm rồi, đầu cũng ngót nghét 30-40 năm nhờ bị đốt cháy, nên mình, con cái và gia nhân lại được ở trong những căn nhà mới được xây dựng kiên cố hơn. Cảm ơn người bạn xấu tính nhé. Về chuyện bị chặt chân bò cũng không làm ông triệu phú buồn. Ông cho gia nhân lấy thuốc cột rịch vết thương, khởi tâm bi. Ông nói: tội nghiệp, mang thân súc sanh để trải nghiệp nặng nề như kéo cày, thồ hàng quá cũng đã nhiều năm rồi. Những con bò này thôi thì cho nó nghỉ ngơi đi. Rồi ông còn căn dặn gia nhân: các người vẫn cho chúng ăn uống tử tế nha. Âu là cũng nhờ người bạn xấu tính mà chúng ta làm được một việc phước thiện. Hết cách, tên du thủ du thực nghĩ mình thua rồi. Phải tìm cách trả thù gì để làm ông ta đau lòng mới đã lừa cơn giận được. Nghe mọi người trong thành phố bàn tán là ông triệu phú ưng ý cái hương thất của Đức Phật, nó reo lên trong lòng: có cách rồi, vậy là ta sẽ đốt luôn cái nhà gỗ chiên đàn của ông Sa Môn đầu trọc ấy đi. Nó rình, nó lén và cuối cùng nó đốt được. Nghe tin ông triệu phú đến nơi, thay vì buồn, ông hoan hỉ nói: vậy là mình lại có thêm cơ hội tạo công đức, mình sẽ thiết kế lại, làm lại cho tốt hơn, đẹp hơn nữa. Dân chúng trong thành, bà con thân thuộc tìm đến chia buồn, nhưng không thấy ông buồn mà lại thấy ông vui. Không ai hiểu. Ông nghĩ đây là duyên tốt, mình hãy thuyết pháp cho họ nghe, thuyết về những bài pháp mà mình đã học được từ Đức Thế Tôn cùng chư vị trưởng lão. Ông triệu phú nói: bà con không biết đấy thôi, tiền bạc tài sản của cải trên thế gian này không phải là ta, là của ta đâu. Đức Chánh Đẳng Giác đã từng dạy: con tôi, tài sản tôi, đó là ưu não của người cuồng si. Trong ta, ta ấy có gì? Tài sản con cái khác chi mộng trường. Tại sao vậy? Vì chúng có thể bị nước trôi, bị lửa cháy, bị trộm cướp, bị chiến tranh tan nát, bị nạn vua quan bất chính trưng dụng. Nó còn là cái chỗ cho con cháu tranh giành, anh em ganh tị mà sinh ra bất hòa, nồi da xáo thịt. Do thế, mình phải biết, phải tìm cách chôn giấu chúng ở chỗ nào mà chắc bền nhất, không hư hao, không bị các nạn nước lửa bị trên xâm hại. Có người hỏi: làm gì có chỗ chôn giấu ấy? Có chứ, bố thí, làm phước, cúng dường chính là chôn của để dành đó. Của để dành ấy, nó sẽ trổ phước, sanh phước cho chúng ta rất nhiều về đời sau. Tài sản để dành cho bố thí, làm phước, cúng dường thì không có một năng lực nào trên thế gian hủy hoại được. Chư vị hãy hiểu như vậy. Mọi người dường như đã hiểu, họ gật gật đầu. Sau đó có người đã bắt chước chôn của để dành theo gương của ông triệu phú vậy. Sau khi hương thất của Đức Phật được thiết kế, làm lại, trông đẹp hơn trước, ông triệu phú lại được dịp cúng dường đặt bát 7 ngày đến Đức Phật và tăng chúng với tâm vô cùng hoan hỷ. Tên du thủ du thực lại càng ứa máu, giận sôi gan. Hắn thủ kính trong lưng một con dao bén, lần này hắn quyết rình mò giết chết ông triệu phú cho bằng được. Suốt 6 ngày len lỏi, núp chỗ này, trốn chỗ kia ở trong chùa, những chỗ đặt bát, nhưng hắn không có cơ hội ra tay. Đến ngày thứ 7, khi Đức Phật Kassapa hỏi ông triệu phú có ước nguyện gì, có muốn hồi hướng phước báo này đến cho ai, kẻ đã mất hay người còn hiện tiền sau 7 ngày cúng dường, thì ông thưa: bạch Đức Thế Tôn, duyên sự đệ tử làm lại hương thất và cả việc cúng dường trong suốt 7 ngày qua đều nhờ vào tâm xấu ác của một người, cũng nhờ y mà đệ tử chôn giấu không biết bao nhiêu là của để dành cho nhiều kiếp về sau. Vậy việc hồi hướng phước hôm nay, người đầu tiên mà đệ tử muốn nhắm đến chính là kẻ đã đốt ruộng đệ tử 7 lần, đốt nhà đệ tử 7 lần, chặt chân bò của đệ tử 7 lần và cuối cùng là đốt hương thất của ngài nữa. Vậy xin Đức Thế Tôn và Chư Tăng rải tâm từ bi chú nguyện hồi hướng phước báo đến cho người ấy. Cuộc lễ thế là hoàn mãn. Tên du thủ du thực khi ấy đang lẫn trong đám đông, nghe được lời của ông triệu phú, tâm hắn như bị lửa đốt,
hắn thốt lên trong lòng: Trời đất thánh thần ơi, trên thế gian này sao lại có người có tâm địa như hư không, như biển cả vậy kia? Quá xa mình đã trả thù vào cái hư không. Cái hư không kia chẳng dính cái gì cả. Quá xa bằng nhiều việc xấu ác của mình đều được cái biển tâm của ông ta dùng chứa hết. Thế mà mình lại còn là người đầu tiên được ông ta hồi hướng phước báo nữa chứ. Nghĩ thế xong, tên du thủ du thực đi tìm nhà triệu phú, đến quỳ mọp dưới chân ông thành khẩn nói: Thưa ông chủ, xin ông chủ tha thứ cho tôi. Việc chi vậy? Thưa, bao nhiêu việc xấu ác mà ông chủ kể với Đức Phật, chính tôi là người đã làm việc ấy. Xin ông chủ hãy bỏ qua lỗi lầm ấy của tôi. Ông triệu phú nhìn thủ phạm một lát, ngạc nhiên hỏi: Dường như ta chưa từng gặp ngươi, và ngươi cũng chưa từng gặp ta. Vậy tại sao ngươi lại kết hận thù với ta như vậy? Thưa, có một lần, y nói, tại nơi chân cổng thành khi tôi nằm ngủ, ông chủ đã nói, nằm ngủ kiểu này, hai chân dính bụng như thế, rõ là đi rong chơi bất chánh cả đêm hôm qua đây. Ồ, ta nhớ rồi, vậy là vì câu nói ấy mà ngươi đã thù ta, đã hận ta. Đúng vậy, ông triệu phú bèn thành khẩn nói, vậy thì xin ngươi hãy tha thứ lỗi lầm ấy cho ta. Dạ không dám, thưa ông chủ. Thôi, ngươi hãy đi đi. Kể đến ngang đó, Đức Phật kết luận, vì tạo nghiệp xấu ác ấy, với tâm độc ác hận thù ấy, tên du thủ du thực bị sa xuống địa ngục A Tỳ, bị thiêu bị đốt nhiều chục ngàn năm, nhiều trăm ngàn năm, hết khổ địa ngục do quả còn dư sót, y sanh làm ngạ quỷ mình trăng, phải trường, phải bò, phải chịu quằn quại thống khổ trong sự đốt cháy của lửa, cho đến khi nào nghiệp ác kia tự tiêu, tự hoại. Này đại chúng, hạng người ngu si khi làm các việc xấu ác, thường không tự biết đấy là xấu ác, lại còn sung sướng, thích thú nữa chứ. Nhưng đến khi ác báo ấy chín muồi bị trả quả, thì chúng bị nấu, bị đốt, bị thiêu, bị cháy. Nếu có ăn năn say rất hối hận thì cũng đã quá muộn. Rồi Đức Vô Thượng Sư đọc lên một bài kệ: Người ngu ác độc tội lầm, vẫn không nhận thức việc làm cuồng si, nghiệp kia cho quả tức thì, bị thiêu bị nấu có chi phải ngờ. Qua câu chuyện, ai cũng ghê sợ quả báo ác độc hận thù, đồng thời họ vô cùng ngưỡng mộ tôn kính ông triệu phú Sumangala. Đúng là sự xả ly giải thoát ấy chỉ có nơi tâm của một bậc thánh cư sĩ. Cùng một nguyên lý. Hôm nọ, thánh y Chivaka cùng một số gia nhân mang theo tràng hoa, vật thơm, dầu đèn, các loại dầu thoa chữa bệnh, các loại mật, sữa, đường, thức dùng phi thời, từ hoàng cung đến Veluvanarama tịnh xá, cúng dường Đức Thế Tôn cùng chư tăng. Trong lúc đảnh lễ Đức Đạo Sư, vị thầy thuốc hoàng gia ân cần ôm chân bụi của ngài, rồi hỏi thăm về sức khỏe, hỏi thăm về tình hình hoằng pháp các nơi. Đức Phật đưa mắt dịu dàng nhìn vị thánh y hiền thiện: Như Lai hoằng pháp thuận lợi, về sức khỏe thì không có chi phải nói. Vậy còn ông thì sao, này Chivaka? Đệ tử công việc bề bộn, hết chăm sóc sức khỏe cho đức vua, hoàng hậu, quý phi, thái tử, hoàng tử, công chúa. Đệ tử lại sang đây, có một số các vị trưởng lão thọ đầu đà khổ hạnh bậc thượng, ghé Veluvanarama, họ bị nhiều bệnh. Đệ tử muốn khám, muốn chữa trị, nhưng các ngài nói là không cần thiết, tự mình điều chỉnh được. Đúng vậy đó, này Chivaka. Đệ tử cũng hiểu nguyên lý ấy, ngoài trừ ăn uống thiếu chất bổ dưỡng, không đủ nuôi cơ thể, ngoài trừ không bị những tác động quá đột ngột của thời khí, của mưa nắng, của nhiệt độ thất thường, ngoài trừ những căn bệnh do nghiệp, ngoài trừ ăn hoặc uống những vật thực nóng quá hay lạnh quá, đánh mất sự quân bình hài hòa của tứ đại, ngoại trừ những oai nghi đi đứng nằm ngồi không được điều chỉnh vận động cân phân, một vị tỳ khưu có tu tập, có định, có tuệ không thể bị bệnh được, bạch Đức Tôn Sư. Đúng là vậy, này Chivaka. Do vậy, bạch Đức Thế Tôn, phàm tăng thì bị bệnh nhiều lắm, còn chư vị thánh tăng có cũng như không. Các ngài đôi khi lại mỉm cười chế nhạo hay tếu đùa rất thú vị nữa. Đệ tử nghe mà hỷ lạc cả người. Ồ,
họ tiếu đùa ra sao? Thưa có vị thì nói, ồ, bệnh hả? Xem mày làm gì cái thân già này nào? Đau nhất hả? Hai ống chân này mày nổi loạn hả? Được rồi, cứ nổi loạn đi. Nhưng nổi loạn xong, nhớ giải tán cho lịch sự cho đàng hoàng nghe. Có vị lại nói, ngồi nhiều quá thì bị tản khí, đầy hơi. Đó là sự thật mà sao cứ gọi là bệnh? Là bệnh hả? Ông thầy thuốc. Có vị lại nói, ở trong hang động, nghĩa địa, ngủ dưới cội cây, ngồi trên đá cỏ, nằm trên giường lá rác, thì không bị ẩm thấp, không bị khí này khí kia nhiễm độc mới lạ. Đó cũng là cái gì rất tự nhiên, tất nhiên, như nhiên thôi. Này ông thầy thuốc. Có vị lại nói, đừng bắt cái thân làm việc nhiều quá, đừng bắt hơi thở dồn dập, mất nhịp điệu, đừng bắt máu huyết chạy rần rật, là cái cách chữa trị thân của ta đó. Này thánh y. Có vị lại nói, thú vị lắm. Này Chivaka, có đau có bệnh, ta lại có cơ hội chiêm nghiệm, học hỏi cái đau cái bệnh ấy ra sao. Nếu không đau không bệnh thì quá ra ta mang cái thân kim cương sao? Chúng chính là bài học để giác ngộ giải thoát đó. Này ông bạn. Đức Phật mỉm cười hỏi, các vị ấy nói thế có đúng với nguyên lý chữa bệnh của ông không? Này Chivaka, đấy là nguyên lý tối cao của nghề thuốc, bạch Đức Tôn Sư. Từ khi học hỏi được giáo pháp tuyệt vời tối thượng của Đức Tôn Sư, đệ tử hằng suy nghĩ, tự vấn, tự giải, và đệ tử cảm giác mình đã gần bước đến cái chỗ mà chư vị trưởng lão đã nói. Đúng vậy, Đức Phật gật đầu. Chữa bệnh thân, chữa bệnh tâm, chúng có cùng một nguyên lý đấy. Hãy thử chiêm nghiệm một chút nữa đi, này Chivaka. Thưa đệ tử chiêm nghiệm rồi, đã thấy rồi. Ừ, hãy nói cho Như Lai nghe với nào. Thưa lúc phiền não tham sân gì đó xuất hiện, do duyên nội cảnh hay ngoại cảnh, cứ nhìn ngắm nó mà chơi, rất tự tại, rất thanh thản, rất dịu dàng. Như ngắm nhìn cái đau nhức, ngắm nhìn cái tản khí, ngắm nhìn cái đầy hơi, ngắm nhìn cái thở dồn dập, ngắm nhìn máu huyết chảy rần rật, ngắm nhìn cái đau, cái bệnh ấy, với tâm xả ly, với tâm rỗng không, với tâm vô ngã vắng lặng, với tâm không có chấp trước, với tâm định tĩnh sáng suốt, vân vân và vân vân. Thì thân bệnh là ở đâu? Tâm bệnh là ở đâu? Bạch Đức Tôn Sư. Hay lắm này Chivaka, ông đã học được cái quán minh tuệ minh trong pháp thiền bốn chỗ niệm thân thọ tâm pháp của Như Lai rồi đó. Thánh y Chivaka hỷ lạc đầy khắp cả người khi được Đức Phật khen ngợi. Cuối buổi nói chuyện, ông ta ngưỡng mong Đức Phật quan tâm tế độ cho Đức Vua Bimbisara, Hoàng hậu Videhi và cả Hoàng tử Asathe. Đức Phật im lặng một hồi rồi chợt hỏi, Asathe năm nay chắc đã là một thanh niên cường tráng rồi phải không? Thưa đúng vậy. Ừ, đã 26 tuổi rồi, chắc là vị hoàng tử này đang nôn nóng muốn làm thái tử đây. Thưa đã được phong thái tử từ lâu rồi thưa Tôn Sư. Đức Phật lại mỉm cười, ừ vậy là cậu ta nôn nóng muốn làm vua đây mà. Thánh y Chivaka nghe lạnh mình, cái điều ông muốn nói bây giờ thấy không cần thiết nữa rồi. Sau đó Đức Phật như muốn giáo giới vị thánh y, cũng giống như để tâm trí rỗng rang, tức là không, không làm gì cả, tức vô vi, khi chữa trị thân bệnh tâm bệnh vậy. Như Lai biết rất nhiều chuyện, rất nhiều việc, nhưng Như Lai cũng không làm gì cả. Hãy để tự nhiên, cho nhân, cho duyên, cho quả, cho báo, nó làm việc. Này Chivaka, đúng là sự thấy biết của một bậc chánh đẳng giác. Thánh y Chivaka chỉ biết im lặng cúi đầu.